ngành kinh tế, khối ngành vận hành thế giới. Cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về ngành kinh tế đã ra mắt tập 2. Vậy người trong một nghề ngành kinh tế có gì tập 2 thì có gì nhỉ? Cập nhật nhu cầu việc làm, mức lương trung bình của từng vị trí trong ngành năm 2022. Mở rộng bức tranh nghề nghiệp trong ngành kinh tế chứ không dừng lại ở những ngành nghề truyền thống. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Tiền là thứ ảnh hưởng lên toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với bất cứ ai. Và khi nhắc đến tiền, chắc hẳn bạn sẽ liên tưởng ngay đến những ngân hàng phải không? Hệ thống ngân hàng là xương sống của nền kinh tế, nó giúp tiền của mọi người được an toàn, hỗ trợ thanh toán các hóa đơn và đảm bảo bạn có thể tiếp cận các khoản vay khi cần. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi những người đứng sau những bộ máy khổng lồ đó đã phải làm gì để những điều này được xảy ra chưa? Và công việc nào trong một ngân hàng sẽ phù hợp với bạn? Liệu vai trò của tất cả mọi người trong ngân hàng đều na ná như nhau sao? Câu trả lời sẽ nằm trong video này. Từ vai trò của một người làm việc trong ngành ngân hàng, tại sao họ lại quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đến việc đâu là kỹ năng bạn cần có để hoàn thiện trong công việc của một banker. Xin lưu ý, nội dung video này được lấy từ bài viết của tác giả trong cuốn sách Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì tập thứ 2. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu nhiều hơn về ngành kinh tế thì hãy đặt sách để chọn ra ngành học phù hợp cho bản thân nhé. Còn bây giờ, hãy cùng vào video ngày hôm nay. Từ xưa tới nay, mọi người tranh luận rất nhiều về nghề chọn người hay người chọn nghề. Không phải ai cũng có quyết định lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn ngay từ ban đầu. Tôi nghĩ mình nằm trong số ít may mắn, bởi cuộc gặp gỡ giữa tôi và ngành ngân hàng tuy rất tình cờ nhưng lại được xe duyên lâu dài. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ một vài điều rút ra sau hơn 8 năm làm việc tại một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tôi bắt đầu với vị trí quản trị viên tập sự và có cơ hội luân chuyển qua một số các phòng ban ở hội sở như thẩm định, vận hành, tài chính, nhân sự, bán hàng trực tiếp. Tiếp đó, tôi chuyển về đơn vị làm mảng khách hàng doanh nghiệp. Tôi đi từ vị trí cơ bản nhất là chuyên viên dịch vụ khách hàng doanh nghiệp đến chuyên viên thẩm định. Quản trị quan hệ khách hàng trong ngân hàng từ phân khúc doanh nghiệp nhỏ, vừa đến lớn, giám đốc mảng doanh nghiệp, phó giám đốc chi nhánh và hiện tại tôi quay lại hội sở với công việc hoàn toàn mới. Ngân hàng là một lĩnh vực truyền thống, đồng thời cũng là ngành phản ánh rõ rệt nhất sự thay đổi và nhịp điệu của nền kinh tế. Không khó để nhận thấy, nhiều cái tên dù đã tồn tại rất lâu nhưng chưa hẳn đã dẫn đầu hiệu quả kinh doanh. Và cũng có những ngân hàng dù mới thành lập 10 năm nhưng biết chấp thời cơ, có chiến lược phát triển hiệu quả để vươn lên top dẫn đầu. Có lẽ còn rất nhiều điều trái ngược như vậy tồn tại trong ngành ngân hàng. Những chia sẻ dưới đây của tôi phù hợp với ngân hàng tư nhân, còn ngân hàng nhà nước thì tôi không có trải nghiệm nên không dám lạm bàn. Và sau đây, tôi xin giới thiệu với các bạn về hành trình của tôi đến với ngành ngân hàng, cũng như các thông tin, kiến thức và kinh nghiệm của tôi thông qua 3 đặc điểm được tôi tóm gọn sau những năm hành nghề của mình như sau. Đầu tiên, truyền thống tìm đổi mới. BIDV là ngân hàng lâu đời nhất Việt Nam với hơn 65 năm tuổi. Vietcombank là ngân hàng lâu đời thứ hai, đến nay là 59 năm tuổi. Ngân hàng tôi đang làm ra đời năm 1993, tức là đã trải qua 29-30 năm thành lập và phát triển. Giai đoạn từ 2020 đến 2025 sẽ có hàng loạt ngân hàng khác đón sinh nhật tuổi 30. Hệ thống ngân hàng cũng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm gắn với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và chắc chắn là một trong những ngành giàu bề dày lịch sử nhất. Trong khi cột mốc 30 năm được tính là lâu đời ở Việt Nam thì các ngân hàng nước ngoài đều có tuổi đời cỡ 100 cho đến 200 năm, hoặc thậm chí là hơn. So sánh vậy để thấy, các ngân hàng Việt Nam đang trong thời gian thường xuyên thay da đổi thịt, liên tục cải tiến, rất cần cái góc nhìn tươi mới của những người trẻ. Đó cũng chính là lý do ngân hàng tôi quyết định tìm kiếm đội ngũ tiếp cận thông qua chương trình quản trị viên tập sự. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, tôi mong muốn được làm việc trong môi trường quốc tế khi trở về Việt Nam. Lúc đấy, tôi mới biết chương trình MT của các công ty như Unilever, P&G, Coca-Cola hay Nestle. Trên chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia vòng thi cuối của Unilever, một bạn ứng viên nữ nói với tôi rằng ngân hàng T cũng đang tuyển MT. Vậy là trong khi chờ kết quả từ Unilever, tôi quyết định thử sức thêm với ngân hàng T và may mắn vượt qua hết các phòng thi, trở thành một trong những lứa MT đầu tiên. Khóa MT của tôi nhận được sự quan tâm lớn từ những cấp lãnh đạo cao nhất và hoạt động như một bộ phận độc lập. Chúng tôi được luân chuyển qua các phòng ban. Nhiệm vụ của bộ phận của tôi là quan sát,
tìm và đề xuất phương án giải quyết những vấn đề đang vướng mắc. Ví dụ, làm thế nào để cải thiện cơ chế phối hợp phòng A với phòng B, làm thế nào để khắc phục việc phân bổ, việc không đều của phòng A. Những phương án chúng tôi đưa ra có thể chưa hoàn hảo, chưa áp dụng được, nhưng chúng thể hiện góc nhìn của những người mới. Một cách tiếp cận hoàn toàn khác và không bị bó buộc bởi những quy tắc truyền thống, những suy nghĩ thông thường. Nhắc đến ngân hàng, nhiều người nghĩ ngay tới đội ngũ giao dịch viên, vị trí mặt hoa ra phấn. Tuy nhiên, hiện nay các ngân hàng đang cắt giảm số lượng lớn giao dịch viên. Nhờ sự phát triển của công nghệ, hầu hết các giao dịch ngân hàng đều có thể thực hiện online tại bất cứ đâu. Mở tài khoản, mở thẻ, tạo khoản vay, gửi tiết kiệm, ngay cả việc nộp rút tiền cũng có hệ thống máy ATM thông minh phục vụ 24/7. Bởi vậy, đối tượng khách hàng cần giao dịch trực tiếp không còn nhiều. Bài này có thể thêm nhiều vị trí khác trong ngân hàng bị thay thế bởi công nghệ và các sản phẩm của nó. Nhưng tôi tin công nghệ cũng mở ra nhiều cơ hội và công việc mới trong ngân hàng. Với mong muốn được thử thách bản thân trong những nhiệm vụ mới, tôi chuyển lên hội sở, phụ trách thúc đẩy đối tác chiến lược về hệ sinh thái số của ngân hàng. Xu hướng hiện tại là ngân hàng mở, cung cấp các sản phẩm, giải pháp ngân hàng theo hình thức kết nối với các hệ sinh thái để đi sâu vào việc phục vụ người tiêu dùng ở mỗi hoạt động hàng ngày. Việc mua trả góp một chiếc điện thoại cũng có thể thực hiện ngay trên nền tảng website của Thế giới di động là một ví dụ gần gũi. Ngược lại, ngân hàng cũng kết nối với các bên. Ví dụ, trong phần mềm kế toán, các thao tác liên quan tới điều chuyển tiền, quản lý dòng tiền sẽ không cần xuất báo cáo, tạo lập hệ thống giấy tờ riêng trong quá trình xử lý tại ngân hàng nữa. Hai nền tảng, kế toán và ngân hàng, sẽ được kết nối với nhau. Kế toán chỉ cần click một lệnh là dữ liệu tự bay thẳng qua hệ thống xử lý của ngân hàng. Đó là những điều tôi đang làm. Và chắc chắn, tương lai sẽ còn nhiều sự tiện lợi khác được tạo ra cho người tiêu dùng. Để thực hiện hóa những kế hoạch ấy, ngân hàng đang phải khát lắm những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu. Vì khát nên các ngân hàng sẵn sàng chi trả mức lương cực kỳ khủng. Các vị trí từ chuyên viên tới chuyên gia đều đang rộng mở đón chờ nhân tài. Vậy nên, không quá khi nói khái niệm trái ngành đang dần mờ nhạt trong lĩnh vực này. Đến nay, tôi may mắn được đồng hành, hướng dẫn nhiều bạn trẻ mới chập chững vào ngành. Một trong những câu hỏi tôi thường gặp là, em nên làm ở vị trí nào? Tôi luôn trả lời câu hỏi này của các bạn bằng một câu hỏi khác. Em là người như thế nào? Một người hoạt ngôn, thích giao lưu kết bạn, thích tham gia các hoạt động tập thể sẽ khác với một người ít nói, trầm tính, luôn thu mình. Mỗi cá nhân phù hợp với một loại công việc, nhưng bạn hoàn toàn được phép làm mới bản thân bằng việc bước ra khỏi ranh giới, khám phá thêm những vị trí tưởng chừng như không phù hợp với con người mình. Sự đa dạng trong các vị trí ở ngân hàng chắc chắn mang đến cho các bạn nhiều lựa chọn mà đôi khi sẽ thay đổi cả cuộc đời. Chương trình MT cho tôi cơ hội trải nghiệm hầu hết các phòng ban của ngân hàng, từ bộ phận thẩm định, vận hành cho đến bán hàng trực tiếp. Những kinh nghiệm ấy khiến tôi nhận ra, bất kể một người là hướng nội, hướng ngoại hay là giao hòa cả hai, bạn sẽ luôn có vị trí công việc phù hợp trong ngân hàng. Ngân hàng phân tách thành hai nhánh lớn, hoạt động tương đối là độc lập: ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Các bộ phận trong ngân hàng được chia ra làm hai nhánh: các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, các khối chính sách, hỗ trợ kinh doanh và các bộ phận nền tảng. Mỗi bộ phận lại có một lộ trình phát triển riêng. Những bộ phận kinh doanh có lẽ phù hợp với các bạn hoạt ngôn, thích giao du, ưa hoạt động tập thể. Các vị trí làm việc trong nhánh này phân cấp theo từng nhóm và cấp độ. Sản phẩm ngân hàng bao gồm sản phẩm cho khách hàng cá nhân và sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp. Khách hàng cá nhân thường bao gồm hai nhóm: khách hàng cá nhân thông thường và khách hàng VIP. Đối với nhóm cá nhân thông thường, công việc của tôi là tư vấn các sản phẩm đục lỗ như là mở thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân. Để được làm việc với khách hàng ưu tiên, tôi cần tích lũy kinh nghiệm qua nhiều vị trí từ giao dịch viên, tư vấn sản phẩm vay. Tôi cũng cần có kiến thức vững chắc về sản phẩm ngân hàng, dày dạn kỹ năng chăm sóc và quản lý mối quan hệ với khách hàng. Mảng khách hàng cá nhân có lộ trình thăng tiến rất nhanh, vì vậy mảng này phù hợp với những bạn có tham vọng. Mức lương trung bình của chuyên viên ngân hàng hiện nay khoảng 8 triệu với khối cá nhân. Tuy nhiên, khi bạn chuyển từ chuyên viên lên tư vấn viên, lương của bạn sẽ bao gồm lương cứng từ 12 đến 15 triệu và lương kinh doanh được trích trực tiếp từ ngân hàng, trích từ công ty bảo hiểm, trích từ showroom ô tô. Như vậy, tổng thu nhập bình quân của một tư vấn viên khối cá nhân đã có 2 đến 3 năm kinh nghiệm là khoảng 25 triệu. Khách hàng doanh nghiệp cũng chia thành hai nhóm: doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn.
tôi phải đi theo lộ trình từ vừa đến lớn để góp dần kinh nghiệm sau những va chạm khi làm nghề. Về cơ bản, khi làm với khách hàng doanh nghiệp, tôi cần nhiều kiến thức sách vở hơn khi làm với khách hàng cá nhân vì công việc hàng ngày liên quan tới báo cáo tài chính, báo cáo thẩm định, sổ sách, hàn lâm. Không những thế, hàm lượng tư vấn của chuyên viên trong mảng doanh nghiệp cũng nặng hơn cá nhân rất nhiều. Chẳng hạn, khách hàng của tôi sắp ký một hợp đồng trị giá 100 tỷ, xét đến đặc điểm hoạt động kinh doanh, công ty của họ đối mặt với tình huống người mua thanh toán chậm. Từ đó, tôi xác định được vòng quay kinh doanh, nhu cầu vốn lưu động cần thiết và đưa ra tư vấn phù hợp cho họ. Thăng tiến trong mảng khách hàng doanh nghiệp sẽ chậm hơn một chút. Mức lương khởi điểm của chuyên viên dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sẽ là 10 đến 12 triệu. Các bạn trầm tính hơn, có thể lựa chọn gắn bó với bộ phận chính sách, nền tảng của ngân hàng. Đó có thể là vị trí quản lý rủi ro nếu bạn thích kiếm tìm những điều tiềm ẩn, hoặc vị trí chính sách nếu bạn bị cuốn hút bởi những điều vĩ mô, hoặc vị trí về nguồn vốn, đầu tư. Mức lương khởi điểm của các bạn mới đi làm trong bộ phận này thường dao động từ 6 đến 8 triệu. Tôi tự nhận mình ngày xưa mọt sách lắm. Tôi sợ sales, nghĩ đến việc nói chuyện với khách hàng là nản. Thế nên tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm mảng kinh doanh. Suy nghĩ ấy của tôi thay đổi sau lời khuyên từ một anh mentor, một người vô cùng tận tâm, tâm huyết. Anh khuyến khích tôi tham gia các hoạt động kiếm ra tiền trước vì những công việc ấy giúp tôi hiểu rõ nhất cơ chế vận hành của ngân hàng. Sau lời động viên của anh, tôi quyết tâm chuyển từ bộ phận chính sách sang bộ phận kinh doanh dưới đơn vị. Nhiệm vụ của tôi khi đó là giới thiệu sản phẩm tài trợ vốn lưu động đến khách hàng. Trước khi liên hệ với đại diện doanh nghiệp có tên trong danh sách, tôi đã tìm hiểu về người mình sẽ nói chuyện cũng như là doanh nghiệp của họ thông qua các nền tảng Zalo, Facebook. Mặc dù chuẩn bị kỹ càng, tôi vẫn không tìm được khách nào trong suốt dòng dã một tháng trời. Nản lắm, nhưng tự động viên bản thân cố làm tiếp. Tôi còn nhớ, đến vị khách thứ 9899 trên danh sách 100 người, tôi mới nhận được lời hồi đáp. Anh lắng nghe tôi nói một cách chăm chú và tỏ ra hứng thú. Tuy vậy, anh vẫn tiếc nuối đáp. Em nói hay quá, nhưng doanh nghiệp của anh nhỏ nên là chưa có nhu cầu. Nghe khách trả lời như vậy, tôi cũng hụt hẫng vì hai anh em nói chuyện rất hợp gu. Một lát sau, anh ấy gọi lại và giới thiệu cho tôi một người bạn đang gặp vấn đề, cần giải pháp tương tự với sản phẩm chúng tôi cung cấp. Hôm sau, tôi nhận được email của anh ấy giới thiệu 3 người. Tôi liên hệ và may mắn thay cả 3 người để đồng ý gặp mặt để ngân hàng tư vấn trực tiếp. Tôi muốn chia sẻ với các bạn với lời khuyên tôi từng nhận được năm xưa. Hãy thử một lần lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn, lao vào các vị trí tiếp xúc với khách hàng trực tiếp. Không ai có thể dạy mình tốt hơn khách hàng. Bạn có thể nhận được nhiều bài học qua quá trình làm việc, nhưng để nhận được hơn thế qua những lần tiếp xúc làm việc trực tiếp với khách hàng. Các chủ doanh nghiệp tôi từng tư vấn đều đã lăn lộn trên thị trường 20 cho đến 30 năm, chèo lái công ty đạt doanh thu mỗi năm 200 cho đến 300 tỷ. Những câu chuyện cùng kinh nghiệm xương máu của họ đã thực sự đem lại nhiều bài học giá trị. Tôi nghĩ giá trị của tuổi trẻ nằm ở việc bạn có thể thử sức hết lần này tới lần khác. Mỗi lần pha cách mở ra cho bạn những cơ hội khác nhau. Đặc biệt, môi trường ngân hàng luôn có sẵn nhiều cơ hội chờ bạn. Ở ngân hàng, có rất nhiều trường hợp nhảy qua nhảy lại giữa kinh doanh và back office. Sau một thời gian làm việc ở bộ phận kinh doanh, bạn có thể sẽ về hội sở để học những kiến thức mới, rồi tiếp tục trở về đơn vị, áp dụng những lý thuyết vừa học được và thực tiễn. Bộ máy lớn và cồng kềnh của ngân hàng cũng đang cấp tiến, trẻ hóa từng ngày trong chính bộ khung đã trải qua nhiều thế hệ. Thứ ba, không tồn tại khoảng cách. Tôi từng có khoảng thời gian khó khăn khi bắt đầu bươn trải trong ngành ngân hàng, từ những khác biệt trong phong cách làm việc, rào cản văn hóa công sở, cho đến những đánh giá chưa đúng về đồng nghiệp, những suy nghĩ non dại làm mình thụt lùi. Dường như khoảng cách giữa giỏi và không giỏi, khoảng cách giữa sự nổi trội của cá nhân và sự thành công của tập thể không lớn như tôi luôn nghĩ. Từ hồi đi học, tôi luôn đề cao giá trị của học giỏi. Bản thân tôi cũng thuộc típ con nhà người ta, chưa từng để lỡ học bổng trong suốt những năm mài mông trên ghế giảng đường đại học bách khoa. Nhưng môi trường ngân hàng đã làm tôi thay đổi suy nghĩ về học giỏi. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ học giỏi lại có lúc trở thành rào cản khó khăn của mình. Quan sát trong quá trình làm việc, tôi thấy những bạn học giỏi thường sẽ sợ sai. Chính nỗi sợ ấy cản trở các bạn lao vào thực tế, khi công việc yêu cầu các bạn không chỉ làm tốt mà còn phải làm nhanh. Trái ngược với các bạn học giỏi, tôi để ý nhiều bạn tuy học thuật không tốt nhưng thực tế lại rất nuột. Gần như tôi chưa từng thấy các bạn bị bối rối, không biết giải quyết vướng mắc ra sao. Lý do nằm ở chỗ, những bạn đó biết đề bài của mình là gì để huy động hỗ trợ từ nguồn lực phù hợp. Bạn đừng quên, ngân hàng không phải trường học, cấp trên không đặt ra đề bài để bạn giải như thầy cô giáo. Trong tổ chức lớn này,
có rất nhiều người đang cày ranh như bạn. Cách tỏa sáng duy nhất là tự tìm ra đề bài của chính mình. Giờ đây, tôi nghĩ không còn khoảng cách giữa học giỏi hay học không giỏi, mà chỉ còn khoảng cách giữa làm hay không làm. Vậy nên, hãy đương đầu, lăn xả, không ngừng thử cái mới. Sai thì nghe chửi, sai thì để thị trường tát cho mình tỉnh dậy. Đây đều là những chặng đường bạn bắt buộc phải đi qua, bởi khi vượt qua rồi, bạn sẽ đạt được những kỹ năng giúp ích cho hành trình dài và xa hơn. Ngân hàng là một bộ máy lớn và có tính chuyên môn hóa cao. Vì thế, bạn luôn tìm được người trợ giúp những vấn đề mình chưa giỏi. Tôi nghĩ, một ngôi sao không thể làm bừng sáng cả bầu trời. Sự tỏa sáng của một ngôi sao bên cạnh nhiều ngôi sao đang lấp lánh khác mới làm nên bầu trời rực rỡ. Cũng như sự kết nối giữa từng cá nhân, bộ phận mới làm nên thành công chung của một ngân hàng. Và lời cuối, tôi tin mọi vấn đề đều có hai mặt. Chẳng hạn, bạn nhìn nhận công nghệ là nỗi đe dọa với công việc của mình, nhưng tôi cho rằng những đe dọa ấy có mặt tích cực. Nếu bạn biết tận dụng những công nghệ như một công cụ trợ giúp, nó chắc chắn giúp bạn tăng cao năng suất, hiệu quả làm việc. Tương tự, những bạn không xuất sắc về mặt học thuật chắc chắn không hề yếu hơn các bạn ra trường với GPA cao chót vót, kể cả việc học trái ngành, giờ đây cũng chẳng thể ngăn bước chân của bạn vào ngân hàng. Với tôi, ngân hàng là một lĩnh vực giao hòa thật nhiều những điều trái ngược. Vừa rồi là những chia sẻ về ngân hàng của tác giả Đi Nguyễn trong sách Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì tập 2. Bạn có thể đọc nhiều nội dung tương tự trong cuốn sách này để khám phá về những công việc đa dạng của ngành kinh tế. Nếu bạn thích video này thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Mình là Samurai và xin chào và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!